1작전선으로하나카드하나카드인가요선수부터출발합니다. Vâng, như vậy thì chúng ta cùng đến với set đấu thứ 6, set đấu của Kim Gayon. Và Kim Gayon sẽ có thể thể hiện được bản lĩnh của mình đúng lúc hay không đây. Đây là một set đấu mà cần Kim Gayon thắng hơn bao giờ hết. Cú đánh đề ba đầu tiên là thành công cho Kim Gayon. Hello, anh sợ luôn. Nếu mà 17 điểm hết thì Hana. Đây là một cú đánh chưa có điểm cho Han Jin. Ra một hình bi khó chịu cực kỳ. Cô đá đấm gì không đây? Wow! Bị đó có thể A băng như vậy luôn hả? A băng lăn lên luôn. Quá hay cho Kim Gayon. Hai điểm lạnh lùng cho chị đại. Trời. A băng lăn lên luôn á. Chà. Xuất sắc. Hay quá hay. Quánh chơi bì quá lạnh lùng. Và hình bi tiếp theo thì vừa né đá tốt mà vừa ghi điểm thành công. Trời chơi bì Kim Bayon kìa. Chơi A băng mà phải nói lạnh lùng quyết đoán. Mặt căng như dây đàn luôn. Và Kim Bayon sẽ hướng đến cho mình tiếp tục là một cú năm băng. Cú đánh năm băng không thành công cho Kim Bayon. 3 điểm vừa có được ở lượt cơ thứ 2 và Kim Hyeon đang tạm dẫn 4-0. Han quyết định băng shot nhưng đó là một cú băng shot không chính xác cho Han Jin. Và để lại cho Kim Bayon có thể băng shot luôn. Với Han thì là hướng đến một cú băng shot mà tạt cánh đến đầu. Còn với Kim Bayon với hình bi này thì băng shot thoải mái. A băng.
phần của Kim Gayon là A băng. Han một chiếc bi cúp nhỏ rất dễ tuột, rất dễ tuột, một hình bi rất dễ tuột và không có điểm cho Han. Kim Gayon sẽ băng sót. Ây da, chỉ cần chạm được đỏ là trúng, chạm được đỏ là hai điểm, nhưng mà không chạm được đỏ rồi, chút xíu xíu thôi, nhem nữa thôi à, ổn dữ á, chỉ đâu đó một xíu xíu. Và Han thì cũng đang chưa có bất kỳ một cái tình huống thuận lợi nào và cũng chưa thể ghi điểm. Chà, bé Han gài cho Kim Bayon băng sót ngoại ta. Hình này nếu như mà muốn thì vẫn có thể tiếp tục là băng sót cho Kim Bayon. Gài băng sót quá vậy ta. Không, nghỉ băng sót rồi. Lần này thì chạm rồi, nghỉ băng sót. Nhưng cú chạm này thì cũng không có điểm cho Kim Bayon. Và Kim Bayon với một cú chạm không thành công thì đã để lại một hình bi mà cho bé Han có khả năng ghi điểm đầu tiên. Cơ hội để cho Han có điểm đầu tiên là rất cao với hình bi này. Trời ơi, điểm số đầu tiên vẫn chưa có duyên với Han. Điểm số đầu tiên vẫn chưa có duyên với Han Jin ở trong set đấu thứ 6. Han quánh set này hơi sủi rồi. Kim Gayon không đá quá hay cho Kim Gayon, một hình bì mà không đá luôn cũng khá khá là có yếu tố may mắn á, nhưng mà đó cho thấy sự kinh nghiệm của Kim, dám đánh dám chung, dám đánh dám chung. A băng tiếp tục cho Kim Gayon một hình A trắng. Cái lực kỳ vậy.
A băng với một cái lực quá xỉu và nó xỉu giữa đường luôn rồi. Không biết là Han có vẻ như là cũng không phải là đang có phong độ quá cao cho ra đấu này, cho nên là Ad-Kai cũng hơi đuối. Và ngày hôm nay thì Han cũng đang như thế. Bi khó thì Hục không nói, nhưng mà với cái hình lúc nãy thì cũng là một cái hình mà cho thấy Han đang khá vô duyên với những điểm số của mình. Kim Gajon hướng đến một cú băng sót. Chơi bi này mà vô mỏng quá là tụt luôn á chứ. Một hình bi băng sót mà hai trái bi nằm ngang mặt nhau á, khó chịu cực kỳ. Và cú băng sót của Kim Gajon thì cũng không chính xác. Điểm số cách biệt đang là 5-0. Về cơ bản thì Kim Gajon đang có lợi thế. Nhưng nếu như Han có một lượt cơ ổn định thì hoàn toàn vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Như vậy thì điểm số đầu tiên cũng đã đến với Han Jin. Một hình bi là quá thuận lợi rồi, và cú đánh của Han cũng mang về điểm điểm đầu tiên cho set đấu thứ 6 với lượt cơ thứ 7. Còn cơ hội có điểm cho Han. Điểm vẫn tiếp tục là chính xác. Bộ hình bi cắt mặt đỏ 3 lần. Và đây là một cú chạm chuẩn chỉ để mang về điểm số thứ 3. Có vẻ cũng hơi nguy hiểm. Kẹp nắp hết tăng luôn. Bấm chi bi này còn là còn chưa hết. Và dừng lại với một lượt cơ 3 điểm cho Han Jin. Hàng băng công chúa 3 điểm. Cách biệt còn 2 thôi. Điểm chính xác hay không? Không có rồi. Như vậy thì đây là một cú đánh không có điểm cho Kim Gajon. Yeah.
Hay quá. Bây giờ đây thì Han bắt đầu đánh được rồi, bắt đầu có điểm điều tay hơn. Và Kim Bayon nguy hiểm quá. Mà không chỉ là Kim Bayon nguy hiểm đâu, mà nguy hiểm là nguy hiểm cho cả Hana. Một tình huống chính xác, bắt chỉ chính xác cho Han Jin, 5 đều. Ok anh Đăng ơi, hứa. Một cú cúp 4 băng. Vẫn tiếp tục là một điểm chính xác cho bé Han. Hay bé Han. Hay quá bé Han. Bì chưa khó với Han. Nhưng đây là một hình bi mà Han xử lý để tột. Không có điểm số thứ 7. Và Han tạm dẫn trước Kim Gayon một điểm thôi. Kim sau một khoảng thời gian chật vật thì có điểm 6 đều. Hai điểm nữa trong set đấu này, và cũng như là hai điểm nữa cho team Hana. Căng thẳng từng điểm số 1. Một cơ hội quá đẹp cho Kim Bayon. Có điểm Maspon. Điểm Maspon. Và với cái điểm Maspon này thì Kim Bayon cần phải xem nó như là điểm Championship Point trong những lần vô địch gần đây nhất của mình, 4 lần liên tiếp, để cho cú đánh thực sự là kỹ càng và chuẩn chỉ, để cho Hana có thể mang về 3 điểm trong ngày hôm nay. Ngày thi đấu cuối cùng rồi, và đây là cơ hội cuối cho Kim Bayon. Phải xem là như thế mới được. Bi là cơ hội. Và cú đánh của Kim Gayon. Với chiến thắng này, 3 điểm rất quan trọng. Nhưng 3 điểm này Hana vẫn còn phải chờ. Phải chờ xem là WeB và SK đánh như thế nào. Và chúng ta cùng hẹn gặp lại trong ít phút nữa thôi, để cùng đồng hành với BB Việt Nam trong khung giờ là 16 giờ. Trận thi đấu có thể nói là quan trọng nhất cho ngày hôm nay để xếp hạng. Và sau game đấu thứ 3, sau trận đấu của Warrior 1 WB và SK Direct, thì chúng ta cũng sẽ có cái tên bước vào position luôn.
coi như là game 4 sẽ game 4 của Dreamfall với Hai Quan là game thủ tục nữa rồi đó. Là bây giờ game 3 mới thật sự là game hấp dẫn và xếp hạng. Và như vậy thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong trận đấu tiếp theo. Lần nữa chúc mừng cho fan Hana. Và cùng chờ đợi trận thứ 3, trận cực kỳ hấp dẫn giữa Warrior One VV và SK Direct. Đừng quên 16 giờ nha.